À, vui là khổ hay buồn là khổ, không khổ không vui là cảm giác thế nào thưa sư? Sư không chắc là quý vị hiểu đúng cái này. Sư không chắc là quý vị hiểu đúng cái này. Cái vui đó nó có hai cái vui. Cái thứ nhất là cái vui liên quan đến dục, và cái thứ hai là cái vui không liên quan đến dục. Cái vui liên quan cái đến dục á, ví dụ như là cái sự hưởng dục, ví dụ như là khi mà quý vị ăn một cái món ăn ngon, nghe một cái bài hát, một cái bài nhạc hay đó, thì đó là cái vui của dục. Thì cái vui của dục á, nó là cái nhân sanh khổ, tại vì nó là ái, nó là nhân sanh khổ. Cái vui thứ hai là cái vui không liên quan đến dục, đó là gì? À, như là khi quý vị hành thiền, quý vị cảm thấy nó hoan hỷ. Khi quý vị giữ giới, quý vị cảm thấy an lạc trong giới. Đấy. Khi mà quý vị nghe pháp, quý vị cảm thấy hoan hỷ trong pháp, thì đó là cái vui mà không liên quan đến dục. Cái thứ hai đó là cái buồn, thì cái ưu á thì nó cũng có hai cái. Một là cái ưu liên quan đến dục, và hai là cái ưu không liên quan đến dục. Cái ưu liên quan đến dục á là những cái mà do quý vị biết rồi. Ví dụ như thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được đó, rồi than khóc than van đau khổ do mất mát tài sản, mất mát gia đình, mất mát vợ con, thì đó là các cái ưu liên quan đến dục. Các cái ưu không liên quan đến dục đó là gì? Đó là suy nghĩ, ưu tư làm sao để tôi giữ giới được trọn vẹn, ưu tư làm sao để tôi có thể hành thiền được tốt đẹp, ưu tư làm sao để tôi chứng đạt những gì chưa chứng đạt, ưu tư để tôi làm sao có thể chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì đó là những cái sự ưu tư nên có, và cái sự ưu tư đó là sự ưu tư không liên quan đến dục. Đấy. Và cái mà không khổ không vui đó là cái gọi là cái xả thọ. Thì cái xả thọ thì đó là cái cảm, nó có hai loại. Một cái là cái sự dửng dưng, một cái là cái sự dửng dưng do không có gì đặc biệt hết. Ví dụ như là quý vị đi đường thì có rất là nhiều những cái cột đèn đường, nó thoáng qua tầm mắt của quý vị, nó có rất nhiều những cái vạch kẻ đường thoáng qua tầm mắt của quý vị, nhưng mà chúng ta đâu có nhớ, nhưng mà chúng ta cũng không có mù, chúng ta không mù cho nên chúng ta có nhìn thấy, nhưng mà chúng ta không nhớ bởi vì chúng ta không lưu tâm. Thành ra nó là thuộc cái sự dửng dưng, là cái xả thọ, đó là chúng ta không có thích cũng không có ghét cái gì đặc biệt đối với nó, thì nó là xả thọ. Cái thứ hai là cái xả mà liên quan đến tu tập, đó là gì? Một vị an trú trong cái xả vô lượng tâm, hiểu được rằng mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Nên, cho nên các cái cảm thọ thì nó cũng chia ra làm nhiều loại, nó chia ra làm nhiều loại, có liên quan đến dục hay không liên quan đến dục, có tu tập hay không tu tập.